Xin chào mọi người, hôm nay mình xin giới thiệu với mọi người một chuyên mục mới, đó là phần đất nước học. Bài đầu tiên hôm nay mình nói sẽ là bài về đất nước Trung Quốc. Trung Quốc thì có tổng diện tích khoảng 9 triệu rưỡi km vuông, với dân số khoảng 1,4 tỷ người. Vào năm 2021, thủ đô là Bắc Kinh. Cũng có các hàng xóm láng giềng, đó là Afghanistan, Bhutan, Nepal, Ấn Độ, Việt Nam, và tổng cộng có 14 nước. Thì một là Trung Quốc là quốc gia có nền văn minh liên tục lâu đời nhất thế giới. One, the Chinese have the longest continuous civilization in the world. Hai, thì các hoàng đế Trung Quốc coi mình là rồng và là thiên tử. 2. Chinese emperors consider themselves dragons and sons of heaven. 3. Làm giấy, in ấn, thuốc súng và la bàn được coi là tứ đại phát minh của người Trung Quốc. 3. People making, printing, gunpowder and the compass are considered the four great inventions of ancient China. 4. Gấu trúc lớn được coi là quốc bảo của Trung Quốc, và chính phủ Trung Quốc sở hữu gần như toàn bộ số gấu trúc này lớn trên trái đất. 4. Giant pandas are considered the country's national treasure, and the Chinese government owns nearly all the giant pandas on Earth. 5. Đội quân đất nung của Tuần Thủy Hoàng thì được phát hiện bởi một nhóm nông dân sau 2.000 năm giấu kín. 5. The Terracotta Army of Qin Shi Huang was discovered by a group of farmers after 2,000 years laying hidden. 6. Trong nhiều thế kỷ thì phụ nữ Trung Quốc đã phải chịu đựng một tập tục mà bàn chân của họ được tạo hình lại để giống vương quốc. 6. For centuries, Chinese women endured a practice where their feet were reshaped to resemble hoops. Oops. 7. Marco Polo đã dành phần lớn cuộc hành trình của mình để làm sứ giả cho Hốt Tất Liệt. 7. Marco Polo spent much of his journey serving as an envoy for Kublai Khan. 8. Tiền giấy lần đầu tiên được sử dụng ở Trung Quốc vào thế kỷ thứ 7 dưới triều đại nhà Đường. 8. Paper money was first used in China in the 7th century during the Tang Dynasty. Dynasty. 9. Chu Nguyên Chương, một nông dân, đã trở thành hoàng đế và lập nên một trong những vương triều vĩ đại nhất trong lịch sử Trung Quốc. 9. Zhu Yuanzhang, a peasant, became emperor and established one of the great dynasties in Chinese history. 10. Đỗ U là một người phụ nữ Trung Quốc đầu tiên được trao giải Nobel nhờ phát minh ra thuốc trong sốt rét là Astaminicin. 10. Tu Youyou is the first female Chinese Nobel laureate for the discovery of the anti-malarial drug Artemisinin. Thank you for listening. Bye bye.